Hiện tại thì mình đang đứng ở số 30 Nguyễn Văn Huyên, showroom của An Khang. Thì hiện tại đang diễn ra một cái giải đấu của MRI cộng với An Khang tổ chức. Thì đây là giải đấu 2x2 Liên Minh Huyền Thoại. Và tổng trị giá giải thưởng nghe nói là lên đến hơn 10 triệu đồng. Chào các bạn, mình là đại diện của An Khang. Hôm nay thì An Khang rất vinh hạnh là được cùng với cả MSI Laptop Liên Minh tổ chức sự kiện giải đấu 2x2 Liên Minh Huyền Thoại này. Thì nên cái sự kiện này thì An Khang cũng có các phần quà và chương trình khuyến mại dành riêng cho Laptop Liên Minh. Cụ thể thì là đầu tiên là dành cho các bạn thi đấu là An Khang cũng có voucher 1.500.000 dành cho giải nhất và giải ba của thi đấu hôm nay. Ngoài ra là như các tờ rơi mà các bạn đang cầm trên tay thì An Khang có chương trình khuyến mại giá sốc dành cho các mẫu model MSI Gaming. Cùng với đó là quà tặng như là SSD và chuột Gaming và chuột cơ, một số quà tặng khác.